bao nhựa. À, đây là làm cho mà dạ nó đang sao bên kia ấy chưa chắc là ngon chắc anh đang sơn rồi. Khi hoàn thành nó sẽ ra những cái phao biển như thế này các bạn. Đó. Kéo đỡ hạt nhựa. Đây là bản đồ điều khiển. Wow. Có mũi thì điều khiển. Rất là nóng. Nóng. À. Đấy, phải đấy à. Nhiệt độ cái này khoảng 100 độ. 150 độ.
bắt đầu lên đi. Chỗ này gửi cho xe. Rất là đẹp. Bán nó cái nọc nhá. Công nghệ làm bồn nó khác cái này hoàn toàn. Đạt tiêu chuẩn nhá. Đạt tiêu chuẩn nhá. Là nhanh quá đi à. Để hoàn thành một chiếc này là ta sẽ mất 4 phút, 4 phút 15 giây. Tôi làm một cái.
bạn. Các bạn có nhu cầu xin liên hệ nguyenduoctrinh.com để đặt mua các loại thao nhựa.